Uttan chat bantam apitam majamang apo chayanto chatusat chadandam bambo thanayye parisayamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc dạ ngày rời chôn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh mùi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con kính dâng mic kinh ngài để ngài thỉnh thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần kinh ngày hôm nay ạ. Dạ con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp an vui tấn hóa. Con kính dâng mắt đến thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ga Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài trí đức và chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm thứ nhất, cái bài thứ chín là Tế Đạt. Cảm ơn cô Như Hoàng đã bốt bài và mời cô Pháp Nguồn Lào Cai Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, sau đó thì sẽ giải thích chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Dạ mời mời cô Nam Mô Thầy Giá. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đạo tràng được thượng tọa Pháp Thanh trình bày đề tài Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 3 Tương Ưng Cô Sa Lá, phẩm thứ nhất, bài 9 Tế Đàn. Kính chúc đạo tràng thính pháp an vui tiến hóa. Phẩm 9 Tế Đàn. Tại Sa Quá Thí, lúc bấy giờ vua Bá Xê Na Đí nước Cô Sa Lá tổ chức một đại tế đàn, 500 con bò đực, 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con dê và 500 con cừu được dắt đến trụ tế lễ để làm lễ tế đàn, và có những người nô tỳ hay những người phục dịch hay những người lao động bị hình phạt thúc đẩy, bị sợ hãi thúc đẩy với nước mắt đầy mặt than khóc và làm các công việc chuẩn bị cho lễ tế đàn. Rồi rất nhiều tỳ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Sa Quá Thí để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vua Bá Xê Na Đí nước Cô Sa Lá tổ chức một đại lễ tế đàn, 500 con bò đực, 500 con bò con đực, 500 con bò cái, 500 con dê, 500 con cừu được dắt đến trụ lễ để làm lễ tế đàn, và có những người nô tỳ hay những người phục dịch hay những người lao công bị hình phạt thúc đẩy, bị sợ hãi thúc đẩy với nước mắt đầy mặt than và khóc làm các công việc chuẩn bị cho lễ tế đàn. Rồi sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: lễ cúng ngựa cúng người, quăng cọc rượu chiến thắng, không chốt cửa đại lễ, chúng không phải quả lớn, chỗ nào có giết hại dê cừu và trâu bò, lễ tế đàn như vậy bậc đại thánh không đi. Tế đàn rộn ràng, cúng dường được thường hằng, không có sự giết hại dê cừu và trâu bò, lễ tế đàn như vậy bậc đại thánh sẽ đi, bậc chí tế như vậy
tế đàn vậy quả lớn, ai tế lễ như vậy chỉ tốt hơn không xấu, là tế đàn vĩ đại được chư thiên hoan hỷ. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, kính dâng lễ kính tượng tạo pháp thanh để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng đạo con xin kính dâng lễ đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về tam bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức tam bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chiên thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại, ngài bị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là một khoảng nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau, thiên tai dịch bệnh. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và cảm ơn cô Như Hoàng đã bóp bài và cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Thì ở đây chúng ta thấy cái mô tả một cái cuộc lễ tế đạt trong cái thời kỳ quá khứ. Thì như quý vị biết là trong cái thời quá khứ ở xứ Ấn Độ đó, thì cái Bà La Môn là họ đang phát triển rất mạnh cái thời kỳ bây giờ, cho nên là các cái nhà vua đó ở trong triều đình thì có một cái chức quan gọi là quan tư tế, là cái vị quan này chuyên làm những cái cuộc tế lễ, những cuộc hiến tế để tạo phước, để cầu cho triều đình, cầu cho nhà vua, cầu cho đất nước tránh khỏi những cái điềm xấu xa, nguy hại. Cho nên là thường thường là khi mà ở trong triều đình, mà nhất là nhà vua đó, mà nằm mộng thấy những cái điềm gỡ, những cái cơn ác mộng hay gì đó, thì bắt đầu những cái sáng ra là nhà vua sẽ nói với cái vị quan phụ trách là quan tư tế đó, rồi cái vị quan này sẽ chuẩn bị những cái cuộc lễ tế đàn. Thì thường thường đó là các cái trong hoạt động hay là những cái vị mà bá hộ giàu có, thì nếu mà họ sợ những cái điều xui rủi thì họ cũng nhờ các cái vị đạo sĩ Bà La Môn để làm những cái cuộc lễ hiến tế. Nhưng mà nếu mà những cái người giàu có trong hoàng tộc thì chỉ là những loài thú thôi, tức là cứ mọi những cái loài thú, ví dụ 100 thú đực, 100 thú cái, mỗi loại. Còn nếu mà những cái dàn mà không có giàu có thì cũng thể làm
mười thú đực, mười thứ cái mỗi loại chẳng hạn. Còn nếu mà khi mà nhà vua đó, những cái cuộc mà hiến tế của nhà vua đó, thì sao? Có cả những cái đứa trẻ, 100 đồng nam, 100 đồng nữ chẳng hạn. Cho nên là mỗi khi mà cái hiến tế của nhà vua đó là nó náo động cả cái kinh thành. Bởi vì đi bắt những cái con thú nè, rồi dẫn những con thú đó đến cái chỗ hiến tế, rồi bắt những cái người mà tôi tớ, bắt những cái đứa trẻ, thì lúc đó là sẽ có cái sự náo loạn ở trong kinh thành. Cho nên là khi mà có những cái cuộc hiến tế như vậy đó, thì làm cho cái xáo động ở trong cái đời sống của cái kinh thành đó. Cho nên là Đức Phật mới giảng giải về những cái sự hiến tế ở trong Bà La Môn và cái sự hiến tế của trong Phật giáo. Thì cái khác biệt giữa sự hiến tế của Bà La Môn là theo như kinh sách là kể lại đó, thì họ đào một cái hầm, rồi bắt đầu họ quăng than củi xuống dưới cái hầm đó rất là nhiều. Xong rồi đó, tất cả những con thú tập trung lại đó ha, họ mới cắt họ lấy cái máu, họ đổ xuống dưới cái hầm lửa đó để tế thần, để cầu mong cho những cái xui rủi, những cái điềm gỡ nó sẽ tiêu tan, để cái quốc độ, để nhà vua, để những cái vị mà gia chủ đó làm những cuộc hiến tế, tránh khỏi những cái sự rủi ro tai hại. Còn đối với trong cái Phật giáo đó, thì những cái cuộc hiến tế ở đây, hiến tế này Đức Phật cái ngụ ý là Đức Phật gọi là chúng ta tạo những cái phước báo nha, những cái phước báo trong cái đời sống này, gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp nha. Có khi cái đời sống trong hiện tại này chúng ta gặp những cái điều khó khăn hay là những cái chướng nghiệp nó đến lúc nó trổ quả do những cái chủng tử xấu mà chúng ta đã tạo tác trong đời sống quá khứ cho nên bây giờ nó đến lúc nó cho quả chúng ta biết như vậy, thì trong cái đời sống hiện tại này đó, chúng ta phải tạo trữ nhiều cái công đức phước báo, thì có thể là gọi là thập thiện hay là thập hạnh phúc hay là những cái phúc hạnh tâm, tùy theo cái gọi của mỗi vị ha. Thì như vậy đó, cái thập hạnh phúc nó là cái gì? Tức là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng công đức, tùy hỷ công đức, thính pháp, thiếu pháp, cải chánh tri kiến. Đó là cái cách mà tạo phước cho những cái người mà trong Phật giáo. Thì những cái phước này quý vị thấy rằng mỗi người sẽ có thể tự mình làm. Cái bố thí thì nó phải cần có vật dụng, cần có những cái vật chất mà mình làm đem ra bố thí. Còn những cái còn lại đó, thì thật sự ra là chúng ta nếu mà có cái tác ý thiện thì chúng ta có thể thực hành được hết. Ví dụ như bây giờ bố thí thì mình phải có cái vật thí,
có đối tượng để mà mình bố thí à, thì nó đòi hỏi phải có cái vật chất. Còn như trì giới thì chỉ cần cái tác ý thiện à, là quý vị có thể tự nguyện để mà thọ trì à, các cái điều học mà Đức Phật đã chế định à, tu tiến, thì chúng ta có thể à, suy niệm à, quán tưởng về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, hoặc là các cái đề mục à, hoặc là nếu mà những cái người mà có hiểu biết à, có thể thực hành cái thiền tuệ à, quán sát về cái tính chất à, vô thường à, khổ của danh sắc chẳng hạn à, rồi à, cái cung kính này thì đâu có đòi hỏi gì về vật chất đâu à, chúng ta có sự khiêm cung à, đối với các cái bậc mà đáng tôn kính, bậc đáng tôn kính như là ông bà cha mẹ ở trong gia đình, hay là đối với các cái bậc trưởng thượng à, có công đức công ơn với chính mình à, còn nếu mà ở trong Phật giáo thì đối với chúng ta phải có sự cung kính tôn trọng đối với Tam Bảo à, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng à, Đức Phật là cái bậc cao thượng nhất ở trong cái tam giới, giáo pháp là cái sự thực hành để đi đến cái sự giải thoát, và chư tăng là những cái người đã thực hành trọn vẹn à, con đường giới định tuệ à, còn lại là những cái vị mà đang nỗ lực đi trên cái con đường chân chánh đi đến cái sự giải thoát. À, cho nên là khi mà chúng ta có tác ý cung kính à, thì à, chúng ta sẽ tôn trọng à, đối với các cái bậc trưởng thượng, các cái bậc có à, công lao à, các bậc đáng cho chúng ta có sự tôn kính cũng dường. Rồi à, tạo phước bằng cái việc phục vụ à, phục vụ ví dụ như quý vị đến chùa, quý vị quét sân, quý vị lau chánh điện, ha, đó, dọn dẹp các cái hoạt cảnh, ha, hoặc là những cái người mà ấy thì hộ những cái người hộ tăng để tạo cái điều kiện cho chư tăng có sự an ổn để tu tập, ha, đó. Rồi tùy hỷ công đức đó là chúng ta thấy những cái thí chủ à, người ta làm những cái cuộc trai tăng là những cái vị mà chủ lễ dân y à, những cái vị mà người ta phát tâm à, để người ta xây dựng cái chính điện, xây dựng những cái pháp đường, xây dựng những cái tăng xá đó à, người ta tạo phước. Nhưng mà mình không có cái tài sản thì mình hoan hỷ với cái phước báo đó à, hoan hỷ với cái sự à, làm phước của các thí chủ đó thì mình cũng có phước à. Rồi mình thính pháp à, thính pháp à, những cái lúc nào mà có điều kiện à, những cái thời pháp chúng ta cần phải chú tâm à, chúng ta lắng nghe à, rồi ghi nhớ à, những cái lời Đức Phật dạy trong các cái câu Phật ngôn đó à, à, thuyết pháp thì nó có hai cách. Thuyết pháp là thí dụ như quý vị à, có thể chia sẻ những cái hiểu biết về Phật pháp à, đến những cái người khác à, hoặc là đó, hoặc là chúng ta có thể là thỉnh à, những cái vị mà có khả năng à, đến cái nhà của mình, đến cái trú xứ à, đến cái ngôi làng của mình chẳng hạn, để gì, để những thân bằng quyến thuộc à, bạn bè của mình đó có thể nghe được những cái bài pháp à, mặc dù mình không thuyết được nhưng mà mình tạo công đức bằng cách là
thỉnh mời các vị pháp sư tạo điều kiện để các ngài có thể đến đến tư gia của mình, đến nơi trú xứ của mình, để rồi rủ bạn bè thân bằng quyến thuộc của mình để mà nghe pháp. Thì đó là một cái hình thức cũng để tạo phước trí. Và một cái điều quan trọng là cái gì? Sau khi mà chúng ta học hỏi Phật ba pháp rồi đó, thì chúng ta phải có cái sự suy tư, chúng ta phân biệt những cái nào là lời Phật dạy, những cái nào cần phải thực hành, rồi những cái khuyết điểm, những cái sai lầm do trước kia chúng ta chưa hiểu biết Phật pháp, thì những cái sai lầm khiếm khuyết nào đó chúng ta phải sửa đổi để cái tri kiến của chúng ta đó một ngày nó đúng đắn hơn, nó đúng theo cái chánh pháp. Thì trong cái mười cái thập hạnh phúc này đó, thì cái vấn đề mà bố thí thì nó tạo cái phước vật. Còn lại đó thì thường là nó tạo phước đức và cái phước trí. Thành ra trong cái sự thực hành của thập hạnh phúc này đó, nó là một cái điều quan trọng ở trong cái đời sống hiện tại. Nó là một cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống hiện tại và những cái kiếp sống tương lai. Đó, cho nên nó là trong cái sự tạo phước của trong Phật giáo đó, thì hoàn toàn không có cần phải đòi hỏi về vấn đề gì mà nó quá quá cao xa. Chỉ cần cái tác ý với cái thiện pháp, mong muốn để thực hành các cái thiện pháp thì chúng ta có thể thực hành được, không có đòi hỏi cầu kỳ gì, một cái vấn đề gì mà quá cao xa. Quý vị thấy rằng đó, trong kinh đó, cũng có nhiều cái vị đó, người ta bố thí không phải cần đòi hỏi những cái vật dụng gì mà nó quá cao xa. Ví dụ như cái trường hợp những cái gì mà người mà chiên là ta đó, cái những cái cô gái nông nô để đi chăn bò đó, có người dâng cúng đến Đức Phật bằng cái phần ăn buổi trưa của mình, chỉ là một cái miếng cơm cháy, hay là một cái cô khác thì cổ dâng cúng đến Đức Phật bằng cái gì? cái bánh tráng gạo đó, là cái phần ăn trưa của cổ đó, hoặc là một cô nữa thì khi mà nghe tin Đức Thế Tôn về cái ngôi làng đó để thuyết pháp đó, thì cô ta mới hoan hỷ sau khi mà làm hết cái công việc của mình rồi. Cô ta tắm rửa sạch sẽ, cô ta đi đến để nghe pháp. Thì trên đường đi đó, thì cô ta thấy nhiều người á đem những cái vật dụng đến để dâng cúng đến Đức Phật và chư tăng. Thì cô ta mới nghĩ là mình là cái người chiên đà la, cái kiếp nô lệ mình không có cái gì để dâng cúng, nhưng mà bên đường đó có những cái bông mướp dại nó mọc ở cái bìa rừng đó, cô ta hái một cái nấm bông mướp để đem đến để dâng cúng đến Đức Phật. Thì khi mà cô ta nghĩ cái lúc mà mình đảnh lễ rồi mình dâng cúng những cái bông hoa mướp này đó đến Đức Phật đó, cô ta có một cái niềm hoan hỷ, cái phỉ lạc nó đang phát sanh trong toàn thân của cô ta. Thì cô ta chẳng may là do cái duyên nghiệp quá khứ
cô ta bị con bò cái nó hút chết đó, thì cô ta trở thành một cái vị thiên chủ ở cõi trời. Hay là trong cái trong pháp cú kinh á, quý vị thấy rằng cái cậu mà cậu Kim Hoàng đó, cậu ta có cái tâm cung kính có cái tâm cung kính đối với Đức Phật, do cái duyên lành khi mà cậu ta sắp sắp chữa chấm dứt cái tuổi thọ thì Đức Phật đã dùng cái thần thông để hóa hiện cái hình ảnh Đức Phật ở trên cái tấm vách. Thì lúc đó, tại vì cái cảnh tử nghiệp nó đến rồi, cậu ta với cái tâm cung kính, cái tác ý là muốn đưa tay lên đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà lúc đó cái sức tàn lực kiệt rồi, cho nên là cậu ta cái tác ý là muốn đưa tay lên để đảnh lễ Đức Phật thôi, nhưng mà lúc đó cái cận tử nghiệp nó đến, cậu ta không còn sức để thực hành cái động tác mà đưa tay lên nữa, và cậu ta đã chấm dứt tuổi thọ ngay trong giây phút đó. Thì với cái tác ý thiện lành đó, sau khi mà chấm dứt cái tuổi thọ ở cõi nhân loại, thì cậu ta được tái sanh lên là một cái vị chư thiên ở cõi trời. Thành ra quý vị thấy rằng đó, cái phước bố thí nó không có đòi hỏi là những cái vật dụng phải cao quý, những cái thượng phẩm, những cái vật thực thượng vị phải nhiều, phải rồi kia nó mới là có phước. Nhưng mà mình bố thí trong cái điều kiện, cái khả năng của mình, với cái tâm trong sạch thì chúng ta cũng có phước Rồi cái sự cung kính cũng vậy đó. Quý vị thấy cái vị mà cái cậu Kim Hoàng này đó, chưa có phải là thực hành với cái tâm mà đảnh lễ với ngũ thể đầu địa nhưng mà với cái tác ý cung kính cậu ta cũng được một cái phước báo trong cái đời sống hiện tại, và được tái sanh về cõi trời làm cái vị chư thiên cho nên nói quý vị thấy rằng đó, cái tạo phước ở trong cái Phật giáo nó hết sức là đơn giản không có rườm rà, không có phải đòi hỏi cái gì mà nó cao sao nhưng mà cái tác ý chúng ta phải trong sạch còn nếu mà những cái vị thí chủ mà làm với cái tâm hời hợt, làm với cái tâm mà bị phiền não khống chế thì như vậy đem lại cái phước báo nó không có được to lớn. Ví dụ như chúng ta làm chúng ta còn cái trống cao ngã mạn, chúng ta làm với cái tâm hời hợt giống như thôi tại vì mấy ông này cũng cứ ấy hoài, bây giờ mình cho ổng ổng đi cho rồi hoặc là bây giờ bạn bè mình làm thân bằng quyến thuộc mình làm ta rủ rê mình làm mà giờ mình không làm sợ người ta chê trách mình là cái người bỏng sẻn, cho nên là mình làm chứ cái tâm nó không có trọn vẹn để mà cái tác ý nó không có mạnh mẽ thành ra làm với cái tâm hời hợt, không có đủ tam tư tức là trước khi làm, đang lúc mình làm và sau khi làm đó. Thì nếu mà chúng ta làm mà chúng ta có trọn vẹn đầy đủ tam tư thì dù cho là trong cái cuộc lễ dân y đó, quý vị chỉ cần hùng một cái miếng vải, mình giờ mình không có tiền để mình đi sắm bộ y vai trái, hay là không có tiền để mà mình may nổi một cái y nội đi, bây giờ mình bố thí mình cúng dường đến một cái tấm vải thôi,
À, nhưng mà nếu mà chúng ta tác ý trọn vẹn, à, mình biết là cái ngày đó đó ở chùa sẽ có thí chủ ta làm lễ dân nghi, à, rồi mình chuẩn bị trước trong cái điều kiện khả năng mình á, à, mình mua một cái tấm vải, à, rồi mình tác ý là trong cái cuộc lễ này mình sẽ hùng phước với cái tấm vải này. Rồi khi mà chúng ta, à, dâng cúng hay là chúng ta đi nhiếu Phật, à, chúng ta có cái niềm hoan hỷ, à, lâu lâu mình mới có được cái điều kiện để mà mình tạo phước, à, mình cúng dường, à, đến tam bảo, ha, mà chúng ta có cái tâm hoan hỷ trong khi mà mình làm đó, à, dâng cúng đó, ha, rồi chiều lại hay là ngày sau là mình nhớ lại cái thiện pháp mà mình làm, mình có một cái sự hoan hỷ với cái thiện sự mà mình đã làm, thì làm như vậy gọi là đầy đủ tam tư. Thì như vậy đó, mặc dù là cái tài sản của mình dâng cúng, cái vật phẩm mình dâng cúng nó không phải là cao xa gì, nhưng mà nếu mà chúng ta làm đầy đủ tam tư thì chúng ta, à, cũng có một cái phước báo rất là lớn, ha. Rồi mình tùy hỷ công đức, mình sẽ hồi hướng công đức đó đến tất cả những cái thân bằng quyến thuộc, à, còn hiện tiền, cũng như hồi hướng phước đến các cái thân bằng, à, quyến thuộc đã quá vãng. Rồi mình hoan hỷ với cái thiện pháp mà gia đình mà thí chủ đã làm, ha. Thì vậy là mình tùy hỷ công đức đó thì cái phước báo mình cũng tăng trưởng, để sau này, à, mình có những cái người thân bằng quyến thuộc, à, bạn bè, à, trong cái thiện pháp để mà chúng ta, à, có thể tạo trữ những cái công đức phước báo nhiều hơn nữa trong cái kiếp sống tương lai đó. Thành ra đó, những cái phước báo mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta làm, chúng ta không có làm gây tổn hại khổ đau đến ai đó. Những cái tác ý thiện lành này đó, trong cái điều kiện khả năng của chúng ta có thể làm được, không có cần phải đòi hỏi những cái vật phẩm hay là những cái sự đóng góp cao xa gì đó mà chúng ta cũng có thể tạo phước được. Rồi đó, nếu mà chúng ta, à, hiểu biết, chúng ta làm với cái tâm mà buông bỏ hành xả, ha, thì với cái thiện pháp đó, à, chúng ta thấy rằng đó, cái vật chất mà chúng ta cúng dường nó là gì? Nó là đất nước lửa gió. Rồi cái chúng sanh đó, cái chúng sanh mà cúng dường đó, cũng là gì? Là đất nước lửa gió, ha. Rồi cái đối tượng mà thọ thí đó, thì cũng phải là con người, không phải là ai, mà cũng là đất nước lửa gió, ha. Đó, chỉ có cái tác ý thiện lành, ha, cái tác ý thiện lành với trí tuệ này, nó là cái điều kiện để đưa đến những cái thiện pháp đó. Thì khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta vượt thoát ra những cái chế định tục đế ở thế gian. À, bởi vì á, bởi vì thấy rằng có nhiều người á, họ chưa hiểu biết Phật pháp thì họ làm. À, lúc đầu mình làm mình còn cầu mong cái thiện sự này đó, à, nó sẽ phát sanh tài sản ở trong cõi nhân loại, cõi chư thiên, à, để mình hưởng được cái phước báo, ha. À, rồi những cái kiếp sống tương lai đó mình tái sanh về những cảnh giới an vui, à, mình có đầy đủ tài sản điều kiện, ha. Thì những cái này đó thật sự ra đó, à, mình làm những cái thiện sự này cũng là tốt đẹp, nhưng mà nó chưa có trọn vẹn. À, nó còn cái tâm mong cầu, à, còn cái sự mong cầu
được được hưởng cái phước báo phía sau cái thiện này đó, nó cũng còn cái phiền não nha. Còn nếu mà khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta hành, chúng ta thực hành cái sự bố thí với cái trí tuệ, với cái tâm hành xả, buông bỏ, không có dính mắc gì hết, và với cái tâm mà trong các cái pháp chân đế, thì mình thấy rằng tất cả là gì, là danh sắc, cái sự thọ nhận, cái sự thọ nhận là cũng là danh sắc, cái sự bố thí cũng là danh sắc, vật chất, đất nước, lửa gió, và tác ý, cái tác ý thiện lành để mà tạo phước, nói đây là danh nha. Chứ phía sau đó không có một cái người bố thí, mà cũng không có một cái người thọ thí, chỉ là cái thân ngũ quẩn, những cái tác ý thiện lành mà thôi nha. Những cái sự thực hành cái giáo pháp để đi đến cái sự giải thoát đó, thì như vậy đó, cái sự mà dân cúng đầy đủ với tam tư và với cái trí tuệ đó, thì như vậy á, nó là sẽ là cái nhân để mà chúng ta sau này chúng ta sanh làm cái người có đầy đủ tam nhân, vô tham, vô sân và vô si, để tạo điều kiện chúng ta có thể đạt đến những cái chứng một các cái tầng thiền, hay là đạt đến thánh đạo thánh quả nha. Cho nên là cái Đức Phật mới dạy ở trong cái câu này là sao, là lễ cúng dường được thường hằng, không có sự giết hại dê cù và trâu bò, lễ tế đàn như vậy bậc đại thánh sẽ đi, bậc trí tế như vậy tế đàn vậy quả lớn, ai tế lễ như vậy chỉ tốt hơn không xấu, là lễ là tế đàn vĩ đại được chư thiên hoan hỷ. Cho nên là trong cái cuộc tạo phước trong Phật pháp, thì chúng ta thực hành theo cái lời Đức Phật dạy, thì sẽ đem đến cái hạnh phúc an lạc cho chính bản thân mình. Quý vị thấy rõ ràng những cái cuộc lễ tế đàn của Bà La Môn thì nó gây tổn hại khổ đau cho rất nhiều chúng sanh ở xung quanh. Còn cái tạo phước hay là cái tế đàn ở trong Phật giáo đó, thì tất cả mọi người với cái tác ý thiện lành, với cái tâm tốt đẹp, đầy đủ ba thời, trước khi làm, sau khi làm, trong khi làm đó, chúng ta làm với cái tâm trí tuệ, làm với cái tâm hành xả buông bỏ để đạt đến cái sự giải thoát, thì như vậy đó, cái sự cúng dường, cái sự bố thí hay là cái tế đàn đó là đem đến những cái hạnh phúc lớn lao tốt đẹp. Thì và cái phần chánh kinh và cái Phật ngôn lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ 9 này á, thì cũng xin giải thích chia sẻ đến quý vị những cái phương pháp để chúng ta tạo phước trong cái đời sống hiện tại này. Thì theo như Đức Phật dạy đó, những cái việc mà thiên lành chúng ta làm lợi mình, không có gây tổn hại khổ đau đến những chúng sanh khác, là những điều tốt đẹp, là những cái điều nên làm ngay trong đời sống hiện tại này. Nếu mà những cái thời gian phù hợp và những cái điều kiện mà chúng ta có,
thì chúng ta sẽ nhanh chóng thực hành tạo trữ những cái công đức phước báo để làm những cái nền tảng trong những kiếp sống tương lai chúng ta có điều kiện tốt đẹp hơn để chúng ta tu tập. Nhưng mà chúng ta làm với cái tầm hợp trí, với cái tầm hành xả để đi đến giải thoát, chứ chúng ta không nên dính mắc vào cái phước báo mà cầu mong hưởng phước ở cõi nhân thiên trong những cái kiếp sống tương lai. Thì như vậy thì cái phước báo nó thù thắng hơn, cao quý hơn. Xin chia sẻ với quý vị đôi điều với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo trữ được nhiều công đức phước báo. Cầu mong chư thiên hoàn hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Sa thú. Chúng con xin kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng thuyết giảng buổi pháp bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin để ngài mời ngài ngồi uống nước ạ. Để cho chúng đạo tràng chúng con có một số những cái câu hỏi về đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin được xuống mic, con kính mời đạo tràng cùng nhau thảo luận về đề tài ngày hôm nay ạ. Là con xin được xin mic ạ. Dạ, alo, dạ. Kính chào quý đại đức, dạ. Các sư và toàn thể đạo tràng. Sư cho con hỏi là có một số người có cái quan niệm là một số có trường hợp là nếu họ đem cái tài vật bất chính mà đem làm việc bố thí cúng dường thì phước quả nó sẽ như thế nào? Dạ, như họ có cái suy nghĩ là cúng dường đồ tu tăng thì phước nó lớn hơn, mình sẽ dùng cái phước lớn đó mình có thể chế lắp được cái phước nó bù lại cái bất thiện nghiệp đó mình làm không ạ? Dạ, vậy thì hậu quả phước nghiệp nó sẽ như nào ạ? Dạ, dạ mong sư giải thích cho con ạ. Dạ, con xin cảm mít lại. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì thường thường á, phàm nhân chúng ta làm nhưng mà còn cái tâm so sánh, mình muốn làm để có phước báo cho nó nhiều, mình dâng cúng thì phải dâng cúng đến cho chư tăng, thì cái phước báo nó lớn hơn. Cái này cái khác, cho nên là cái chúng ta làm mà cái trong cái tâm nó còn hạn lượng,
à, còn 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 tính toán, còn so sánh thì cái sao, cái phước báo nó không có thù thắng. À, còn bây giờ á, mặc dù cái người này là cái người bình thường, không phải là người xuất gia, à, nhưng mà bây giờ mình thấy trong cái điều kiện người ta đang đau bệnh, à, đang khốn khó, à, và bây giờ người ta cần cái nhu cầu người ta cần, à, thì mình làm với cái tầm buông bỏ hành xả, à, thì mình cũng vẫn có phước. À, còn nếu bây giờ á, có nhiều khi mình nói không, bây giờ trong kinh là nói là dân cúng đến chư tăng á, thì cái phước báo nó mới lớn. Còn bây giờ cái mấy cái người này, cái người bình thường thì mình không làm thì sao, mình bỏ qua cái dịp mà mình tạo phước đi, mình chờ đến khi nào mà gặp chư tăng mình mới làm như vậy, thì có nhiều khi mình bỏ qua cái thiện pháp mà nó có điều kiện để mình làm, không? À, biết đâu chừng cái tuổi thọ mình sắp hết mà bây giờ mình không làm á, thì khi mà cái vô thường nó tới thì mình không có phước mình đem theo. À, cho nên trong bất cứ cái điều kiện nào, dù là bố thí đến con vật đi chăng nữa đó, cũng có phước. À, bố thí đến cái người mà họ khổ đau, đang cần, cái nhu cầu của họ đang cần là cái sự giúp đỡ, thấy không? Họ đang đói khát, bây giờ mình bố thí cho họ một cái chén cơm, một miếng nước, nó cũng có phước. Họ đang ốm bệnh hoạn, khổ sở bởi cái khổ đau của bệnh tật nó đang hành hạ, bây giờ mình giúp họ một viên thuốc này, để họ giảm thiểu đi cái sự khổ đau đó, mình cũng có phước. Chứ còn mình đừng có đợi, đợi tới khi nào mà gặp được cái là chư tăng, gặp đến những cái ngôi chùa mình mới cúng dường, mới bố thí, thì biết đâu chừng chúng ta bỏ qua những cái thiện pháp của chính mình, rồi sau này mình hối tiếc, nhá. Thành ra đó, Đức Phật dạy á, nếu mà cái tâm thiện, cái tác trí thiện lành, nó sanh khởi, thì mình phải làm ngay, mình làm ngay trong cái thời điểm đó. Tại vì nếu mà mình bỏ qua rồi đó, thì sao? Đâu có biết là chúng ta sẽ có dịp để mà mình làm hay không, thấy không? Đó, cho nên là chúng ta làm với cái tâm hành xả, tạo trữ những cái công đức phước báo với trí tuệ, chúng ta không có hạn lượng, không có so sánh, thì như vậy đó, cái phước báo nó cũng vẫn tốt đẹp, vẫn đem đến những cái quả nó tốt đẹp. Rồi trong cái đời sống hiện tại này đó, chúng ta đang hưởng cái quả từ những cái tác ý thiện lành hay là những cái tác ý bất thiện từ quá khứ nha. Cho nên nói là những cái gì mà mình gieo trồng ngay trong đời sống hiện tại này đó, thì nó có thể nó chưa có quả trong cái đời sống hiện tại này, nhưng mà cũng có những cái tác ý mạnh mẽ, nó có thể cho quả ngay trong hiện tại này không chừng. Đó, thành ra đó, khi mà cái tác ý thiện lành nó sanh khởi, thì chúng ta có đủ điều kiện hợp thời, hợp lúc, tức là chúng ta có cái vật để bố thí, có đối tượng để thọ nhận sự bố thí cúng dường, rồi cái tác ý của mình đang mạnh mẽ thì mình làm ngay, làm đi, thì có lúc nó có thể cho quả ngay trong hiện tại này hoặc là những cái kiếp sống tương lai, nhưng cái đó là cái quả về sau, cái quả dị thục. Còn cái sự mà tâm mà hoan hỷ,
cái sự cái niềm hoan hỷ đối với cái thiện pháp mà mình thực hành ấy, thì nó sẽ có ngay trong cái hiện tại này. Lúc đó khi mà mình hoan hỷ với cái thiện pháp mà mình đã làm, mình đã thực hành, thì lúc đó cái tâm tư của chúng ta đó, cái phỉ lạc nó phát sanh, tràn đầy những cái hỷ lạc khi mà chúng ta thực hành xong một cái thiện pháp, thì đó là cái quả nó cho trong hiện tại này. Cho nên là Đức Phật mới nói là nay vui đời sau vui, tức là sau khi mà cái tâm của chúng ta thấy mình đã gieo trồng được một cái chủng tư tốt đẹp, mình đã giúp đỡ cho người khác tránh khỏi những sự khổ đau, mình buông xả, mình làm cho những cái phiền não nó không có điều kiện sanh khởi, thì như vậy mình hoan hỷ với cái thiện pháp đó, thì cái niềm hoan hỷ đó nó là ngay trong cái gì của hiện tại này, đó là cái quả thiết thực. Còn những cái quả vật chất, những cái quả dị thục á, thì nó chờ phải có thời gian để nó sanh khởi. Cho nên á, là khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ thấy rằng cái quả nó cho trong cái kiếp sống hiện tại và những cái kiếp sống tương lai, mặc dù nó không can thiệp được, nó không sửa đổi được những cái quả trong quá khứ, nhưng nó cũng có cái mãnh lực để ảnh hưởng, làm cho những cái bất thiện có thể tổn giảm đi, và những cái quả lành sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của chú Phật tử. Cô Tina thì hỏi là thiện pháp bị kêu gọi và tự tâm làm với đầy đủ tâm tư sẽ khác nhau như thế nào? Thì như quý vị học á, khi mà chúng ta thực hành cái sự bố thí cúng dường á, nếu mà bây giờ những người bạn mình làm rồi người ta kêu gọi thì như vậy là gọi là cái tâm đại thiện hỗ trợ với đầy đủ tâm tư thì nó hợp trí nha. Nhưng mà cái tâm hỗ trợ đó thì cái quả nó sẽ không mạnh bằng cái tâm mà vô trợ, thấy không? Tại vì khi mà mình có cái sự tác động bên ngoài nha, còn cái tâm mình nó chưa có đủ mạnh mẽ, rồi có khi là mình thấy người khác ta làm, rồi mình hoan hỷ, mình làm theo, thì như vậy đó cái quả nó sẽ không mạnh mẽ bằng cái khi mà cái tâm của mình mà tác ý thiện lành vừa sanh khởi, mình làm liền, mình làm ngay, đầy đủ tâm tư thì nó sẽ cho cái mạnh. Còn cái tâm mà khi mà chúng ta được người khác nhắc nhở, kêu gọi, thúc đẩy, sách tấn, rồi chúng ta mới làm, thì là cái tâm đại thiện hỗ trợ, thì nó sẽ cho cái quả nó thấp hơn cái mà tâm vô trợ thôi, chứ nói chung là nó cũng là những cái quả tốt đẹp. Rồi khi nào mà ta đó cái tâm ý của mình mạnh mẽ, lần lúc đầu thì mình làm với cái tâm hỗ trợ, nhưng mà dần dần khi mà cái trí tuệ và cái tâm hướng chánh của mình đó, nó đủ mạnh mẽ, thì lúc đó mình sẽ làm với cái tâm vô trợ, thì nó sẽ cho cái quả tốt đẹp hơn, với đầy đủ tâm tư thì nó sẽ hợp trí, tà nhân, để đem đến những cái lợi ích cao thượng trong những cái kiếp sống tương lai. Xin giải thích cái thắc mắc của Tina và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sư cho con hỏi một câu nữa. Dạ, nếu mình bố thí cúng dường á, nhưng mà cái đối tượng mà nhận cái vật bố thí á, như là nó không, họ không thích thì không hài lòng, họ miễn cưỡng vậy, thì vậy cái như vậy thì cái phước mình nó bị tổn giảm không ạ, hay là nó có trọn vẹn không ạ? Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sằng Ca giả. À, về cái điều kiện bố thí ấy, thì nó có những cái điều kiện đó. Ví dụ bây giờ đó, cái vật bố thí là cái vật phát sanh lên hợp pháp, thấy không? Tức là những cái vật mà mình đem bố thí cúng dường là nó phát sanh lên đúng pháp. Tại sao? Là bằng chính cái công sức, công sức mình tạo ra, chứ không phải là những cái vật mà phi pháp. Rồi về cái đối tượng mà cúng dường, nếu mà chúng ta là người có trí tuệ đầy đủ tạm tư, chúng ta có cái sự hoan hỷ trước khi làm, trong lúc mình đang làm và sau khi làm, đầy đủ tạm tư như vậy. Rồi cái đó là cái điều kiện về cái phía cái người dân cúng. Còn về cái người thọ nhận đó, thì cái chuyện đó là người ta, mình làm trọn vẹn với cái tâm của mình thôi. Còn thí dụ như bây giờ cái người đó họ thọ nhận, nếu mà vật phù hợp, họ hoan hỷ thì cũng tốt. Còn nếu mà họ không có cái sự hoan hỷ thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái quả của mình làm. Chứ mình đừng vì cái mình thấy người ta, có nhiều khi á, mình dâng cúng những cái vật mà không có phù hợp, rồi cái người này họ thọ nhận mà họ không hoan hỷ, thì khi mình thấy cái trạng thái của cái người thọ nhận nó như vậy đó, làm cái tâm mình nó bị ảnh hưởng. Đang lúc mình làm mà mình hoan hỷ thì cái phà quả nó khác. Còn khi mà mình dâng cúng, mình thấy cái ông này có tệ, tỏ vẻ ra là họ không thích, hoặc là họ có cái điều gì đó họ không hài lòng, rồi cái mình đuôi sụt cái tâm mình, thì như vậy á, mình mới ảnh hưởng đến cái quả của mình. Còn vấn đề mình làm cái thiện sự bây giờ á, mình đâu có biết được ha, có những cái điều kiện mà người ta phù hợp hay không phù hợp. Thành ra đó, bây giờ về cái phía của mình á, cái người mà dân cúng thì mình cứ làm đầy đủ, hợp lý với chính mình. Còn cái người mà thọ nhận đó, ví dụ như họ vừa lòng thì cũng tốt, mà họ không vừa lòng mai mốt họ chia sẻ cho những cái vị mà đồng đạo, thì cái điều kiện đó thì cũng tốt đẹp thôi, thấy không? Chứ mình đừng có thấy nhiều khi những cái người này họ nhận mà cái thái độ của họ không có hoan hỷ, thế này thế khác, rồi nó ảnh hưởng đến cái tâm của chúng ta ngay trong cái lúc mà mình bố thí, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quả sau này. Còn bây giờ cái vấn đề mình làm về cái phía cái người mà người bố thí, mình làm đầy đủ các cái điều kiện, các cái bổn phận của bản thân mình. Còn cái vấn đề mà cái người thọ thí thì mình đừng có quan tâm thế, thì như vậy nó không có ảnh hưởng đến cái quả. Còn nếu mà mình thấy người ta chê hay là người ta không có quan hỷ, rồi cái bắt đầu cái tâm mình nó ảnh hưởng, tác động bởi cái ngoại cảnh,
Thì đang lúc mà mình làm á, mà mình thiếu đi cái sự hoan hỷ, thì cái quả nó sẽ kém hơn. Cho nên là sư phân tích để biết là chú Phật tử pháp hành hay vậy đó, chú hiểu biết để khi mà chúng ta làm đó, đem đến cái lợi ích nó tốt đẹp. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng đặt câu hỏi thảo luận đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin xin mách mời bàn tay của đạo tràng. Dạ, kính bạch sư ạ, con trong thời gian chờ bàn tay của đạo tràng thì con xin phép có một chút câu hỏi ạ. Dạ. Ví dụ như là ở trong những ngày lễ như là ngày giỗ ông bà cha mẹ đó, thưa sư, thì thường thường thì vẫn phải bày cỗ để ăn đó, thưa sư. Thì bây giờ thì mọi người mà đến rồi thì mọi người cũng muốn là như kiểu có việc để làm phụ công gia đình, thì họ cứ ở quê á, thưa sư, thì thường thường nó vẫn cứ thịt gà này, rồi thì có mổ lợn này kia để mà ăn 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 dỗ á, thưa sư. Thì người ta cứ nói rằng là mình cung kính, là mình cung kính nhớ ơn người đã mất đó, là mình phải làm những cái con sống như thế để mà mình thịt đó, mình bày cỗ cho nó như kiểu đàng hoàng để cho ông bà về hoan hỷ, mới lại được ăn, mới lại thấy con cháu quây quần đó. Thì như con thì con thấy là nếu như thì đợt trước con cũng có khuyên các chị là nếu mà dỗ có dỗ bố có dỗ mẹ thì mình cũng có thể bày cỗ được ấy, nhưng mà mình đi ra chợ mình mua những cái đồ mà người ta làm sẵn ấy, thưa sư. Thì con cũng nói như vậy ấy, nhưng mà họ cứ kiểu họ không nghe. Họ nói rằng là nếu như mà ăn những đồ con, những cái con mà nó đi chết sẵn ở chợ như vậy thì nó sẽ mất vệ sinh, mới lại không tốt, cho nên là cứ bắt buộc phải làm như vậy ấy, thưa sư. Nhưng mà khi mà muốn khuyên họ ấy, mà nhưng mà họ không hiểu cho họ, thì thành ra đôi bên cự cãi ấy, thưa sư. Thì con xin là cho con xin một lời khuyên là khi lúc đó thì mình nên làm gì, mà trong khi đó thì thật sự là nhìn thấy những cái cảnh mà những cái con vật nó bị giết hại như vậy á, thì thật sự là con rất là buồn á, thưa sư. Mà con cũng hiểu được rằng làm sao mà có được những cái phước báu để mà những cái cỗ to cỗ lớn đấy để mà mình hồi hướng cho gia tiên được. Thì kính mong sư là chỉ dạy cho con trong những cái trường hợp như vậy thì mình nên khuyên như thế nào, mà nếu không khuyên mà người ta vẫn cứ không nghe thì mình nên như thế nào ạ. Dạ, con kính mong sư chỉ dạy cho chúng con.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng ta có học được Phật pháp, chúng ta phân biệt được những cái điều nào là những cái thiện pháp, những cái điều nào là những cái nhân xấu, những cái chủng tử bất thiện, mình tránh xa. Chứ còn ở nó có hai pháp, cái pháp mà thế gian và cái pháp mà vượt ra ngoài thế gian. Thành ra đó, những cái pháp thế gian là nó những cái pháp tục đế, nó từ lâu đời rồi, nó tiêm nhiễm mà nó ăn sâu ở trong cái đời sống của phàm nhân nè. Rồi sao? Rồi họ chấp thủ, họ chấp thủ, phải không? Những cái đồ nào mà người ta làm sẵn là họ cho là không ngon, phải mua những cái vật còn sống, còn tươi, ăn nó mới ngon. Chính vì vậy đó, chính vì cái chấp thủ mê lầm như vậy mà chúng sanh tạo những cái ác bất thịnh nghiệp mà họ không biết. Đó, rồi cứ xưa bài nay làm. Hồi đó ông bà cha mẹ mình làm sao, giờ mình cứ theo như vậy mình làm. Thành ra cái sự mà chấp thủ sâu nặng như vậy đó, thì có nhiều khi mình thôi, mình nên tránh xa đi. Bây giờ mình hướng dẫn chỉ biểu cho người ta, nhưng mà người ta khư khư, người ta không chịu, người ta chấp thủ theo cái tri kiến sai lầm của họ, thì thôi, bây giờ cái chuyện họ là họ cứ làm. Mình đừng có xu hướng hoan hỷ theo cái ác bất thiện pháp đó, thì mình không có ảnh hưởng gì hết, thấy không? Đó, bây giờ á, mình khuyên họ nhưng mà không chịu, họ mua những cái con vật còn sống, họ đem tới họ làm, đó, thành ra đó, bây giờ thôi, bây giờ mình đã khuyên ngăn rồi mà giờ họ cứ theo cái chấp thủ, cái mê lầm tà kiến họ đó. Nhưng mà mình đừng có hoan hỷ theo cái ác bất thiện pháp đó, thì mình đâu có gì ảnh hưởng, thấy không? Là nếu mà chừng nào mà họ làm, mình nói mấy con vật còn tươi còn sống này đó, ăn vậy nó mới ngon, mình vui theo cái đó, thì mình mới xu hướng theo những cái ác bất thiện pháp, thì mình mới trọng nghiệp với người đó. Còn bây giờ mình biết mình tống ra, thôi bây giờ mình khuyên nhủ họ không nghe, tùy họ muốn làm gì họ làm, chứ mình đừng can ngăn rồi bắt đầu nó có cái sự bất hòa ảnh hưởng đến cái hòa khí ở trong gia đình. Giờ mình nhỏ nhẹ mình khuyên ngăn mà họ nhất định mà không làm theo, họ khư khư họ chấp thủ và theo cái ý của họ, thì thôi. Giống như bây giờ đó, cô đi đường, cô thấy mấy đứa trẻ đó, nó nhảy xuống cái vũng bùn, nó nghịch cái bùn dơ, nhưng mà nó cho là cái trò vui, thấy không? Bây giờ mình lại khuyên, mình nói thôi mấy đứa con đừng có nghịch bùn đất, ở trong bùn đất nó có những cái con vi trùng, con virus rất là tai hại, mà mấy con nghịch như vậy nhiều khi nó xâm nhập vô cơ thể rồi nó sinh ra bệnh hoạn, thấy không? Nhưng mà bây giờ nó không có chịu nghe đâu. Nó cho mình cản ngăn nó cái trò vui, thì thôi bây giờ mình khuyên vậy mà mình không không nghe,
mà nó cứ vui đùa nghịch ngợm thì thôi mình đi chỗ khác. À, rồi đến khi nào mà nó về, lúc đó nó bị các cái con vi trùng xâm nhập qua và da, hay là nó bị bệnh hoạn gì đó, lúc đó nó mới hối hận ăn năn. Thế còn lúc mà mình khuyên nó đâu có nghe đâu. Bây giờ mình không nghe, mình đứng đó mình nói ngồi nó lấy bụng nó chọi mình đó. Còn dế bẩn còn khổ nữa. Cho nên thôi, mình khuyên nó không nghe thì thôi mình đi chỗ khác cho rồi. Tùy nó muốn làm thì nó làm. Thấy không? Đó, thành ra đó khi nào mà mình họ làm mà mình quan hỷ theo cái ác bất thiện pháp đó mình mới cận nghiệp. Còn mình biết mình không có quan hỷ mà mình không có thích trong cái công việc mà họ giết chóc đó, họ sát sanh đó, thì mình đâu có cộng nghiệp với họ đâu mà sợ ha. Vậy đó, thành ra mình đánh xa rồi, tùy ai muốn làm sao mới làm ha. Đó, thành ra là chúng ta biết như vậy, chúng ta giữ cái thái độ để nó có sự an ổn cho chính mình. Thế còn mình quyết liệt, mình can ngăn, mình đúng theo cái bên đạo thì nhiều khi nó đụng chạm về cái tục đế, cái thế tục ở bên ngoài ha. Thành ra mình phải cân bằng giữa đạo và đời. Có những lúc mình khuyên ngăn, nhưng mà bây giờ họ chấp thủ, họ không nghe thì thôi, bây giờ họ làm theo cái công việc của họ ha. Mình không xu hướng theo, mình không quan hỷ với cái tác ý không tốt đẹp của họ thì không có ảnh hưởng gì đến mình hết ha. Thì nhưng mà mình đừng có cố gắng quyết liệt can ngăn thì như vậy nó sẽ phản tác dụng. Mình muốn tốt đẹp cho người ta đó nhưng mà người ta không có hiểu rồi bắt đầu là nó có cái sự bất hòa ở trong gia đình thì nó không hay. Thành ra mình khuyên ngăn cản nhưng mà không được thì thôi, họ cứ làm theo ý họ. Mình giữ cái tâm quân bình, không có quan hỷ theo cái ác bất thiện pháp thì không ảnh hưởng gì, không có tác hại gì đến bản thân mình hết. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tài giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân sư ạ. Thật sự ra thì cái chuyện mà mỗi lần về quê mà thấy người nhà sát sinh người kia thì thật sự là rất rất là buồn và không hoan hỉ cho sư. Nhưng mà thật sự là con được nghe sư giảng thì con cũng cảm thấy là thôi mình không hoan hỉ với việc đó là được ạ. Mình kính tri ân sư. Dạ thưa sư, có bạn Tuyết giữa mùa hè hỏi là thưa ngài, lợi ích và tác hại của suy nghĩ và suy diễn trong lúc hành thiền như thế nào ạ? Dạ con kính mong sư giải thích cho bạn Tuyết giữa mùa hè. Dạ con xin phép được xuống nước. Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Dhammayā, Nam mô Saṅkhayā. Thì trong lúc mà chúng ta hành thiền đó thì có những lúc cái tâm mình á nó suy nghĩ nó suy nghĩ về những cái việc đã qua nó chạy về quá khứ, hoặc là nó suy tính những cái công việc tương lai đó là cái sinh hoạt của tâm cho nên là chúng ta biết chúng ta biết đó là những cái tâm mà phóng dật thì chúng ta đem trở về cái đề mục của mình thì cái tâm mà suy nghĩ hay là cái tâm suy diễn này nó là gì, là của tưởng của tưởng, nó trạo hối, nhớ lại
và hoặc là nó suy tính ha. Cũng có những lúc mà chúng ta cũng cần phải có những cái suy tư chân chánh để nó hỗ trợ cho mình, tức là cái lúc mà ví dụ như bây giờ á, cái tâm chánh niệm tỉnh giác của mình nó còn non yếu ha. Trước những cái khổ, những cái đối tượng mà nó quá mạnh mẽ mà cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó chưa đủ á, thì mình cần cái sự hỗ trợ của cái suy tư chân chánh. Nhưng mà cái này đó nó là cái phương pháp hỗ trợ lúc đầu thôi, chứ chúng ta không nên sử dụng quá nhiều ha. Giống như cái người mà mới tập chạy xe, mới tập chạy xe thì mình phải có cái người mà đi theo để hỗ trợ mình, dịnh cho mình những cái lúc mà lúc đầu mình chưa giữ cái thân mình, cái xe mình nó thăng bằng á, để người này dịnh hờ thôi ha. Hoặc là mấy cái đứa bé mà còn nhỏ đó, lúc mà nó mới tập chạy xe đó, thì rồi sao nó có hai cái bánh xe phụ ở hai bên để giữ thăng bằng. Nhưng mà đến một lúc nào đó rồi đó, nó đủ sức mạnh mẽ, đủ sức giữ thăng bằng thì sao, thì cái người mà hỗ trợ hay là hoặc những cái hai cái bánh xe phụ tháo bỏ đó. Chứ còn nếu mà mình cứ dùng cái suy tư chân chánh hoài đó, thì cái tâm mình nó không có định, nếu cứ trả qua trả lại nó không có ổn cố ha. Mà nếu mà cái tâm mà nó không định á, thì tệ nó không thể sanh khởi cho nên á lúc đầu á, cái tâm mình nó sơ cơ còn non yếu thì mình phải có những cái suy tư chân chánh. Thí dụ như bây giờ á, bây giờ nó đau quá rồi ha. Bây giờ mình mới suy tư chân chánh là cái chuyện mà đau này là nó là cái định luật tự nhiên, nó luôn luôn là thay đổi. Hồi nãy mình mới vô ngồi nó không đau, nhưng mà bây giờ nó đau là do cái điều kiện của đất nước lửa gió, cho nên bây giờ những cái cảm thọ khổ đau này nó sanh khởi nha. Đó là cái quy luật tự nhiên nè. Nhưng mà mình suy tư không phải là lần nào mình cũng phải suy tư, mà mình cần thiết là phải chánh niệm vào cái cảm thọ khổ đau một hai lần đầu mình suy tư vậy, còn sau này mình chánh niệm tỉnh giác trên những cái cảm thọ khổ đau để mình thấy cái cảm thọ này á, nó thay đổi như thế nào, nó tăng nó giảm nó di chuyển như thế nào để mình biết Còn lúc đầu đó là bây giờ nó đau quá, mình cái sự kham nhẫn mình chưa đủ thì mình suy tư chân chánh. Nhưng mà một cái là không nên suy tư thường xuyên, tại vì khi mà suy tư như vậy đó thì nó sẽ cản trở cái tâm định, cái chánh niệm tỉnh giác của mình trên đối tượng mình quan sát không có rõ ràng. Mà khi mà cái định tâm của mình không đủ mạnh, không có tạo được cái nền tảng để tuệ nó sanh khởi nha. Còn những lúc nào mà mình đang quan sát đối tượng rồi cái tâm nó chạy đi nhớ tưởng về những cái chuyện đã qua hay là suy tư những cái điều sắp tới, thì mình cần phải hiểu biết rồi đem tâm trở về trên đối tượng để giữ cái chánh niệm tỉnh giác một cách miên mật mạnh mẽ để tạo điều kiện trí tuệ nó sanh khởi. Thì xin giải thích cái thắc mắc của tiết giữa mùa hè. Chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ sư pháp thanh, sư trí túc, quý chư tăng, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, theo như là sư đã giảng dạy về cái phước bố thí, thì nếu mà chúng ta muốn làm một cái để có một cái sự tiếp nối của việc những cái việc làm phước thiện này, thì phải chăng là chúng ta phải làm một cách thường xuyên hơn, một cách bền bỉ, thì khi làm được một cái một cách có một cách có bền bỉ và hiểu được cái việc làm của ta đúng, thì có phải chăng thì sẽ cho ta một cái sức mạnh do cái sự thu thập những cái việc làm không bao giờ bị đứt rời, thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh của cái việc làm phước thiện, và qua những cái kinh nghiệm mà làm phước thiện thì chúng, và qua đó với sự học hỏi giáo lý, thì chúng ta biết được khi làm phước thì chúng ta có phải có sự xả ly, và có thể chăng là chính cái sự xả ly đó sẽ làm sức mạnh để giúp chúng ta bớt dính mắc vào những cái việc, những cái sự thật mà tâm nó tạo, và qua đó thì mình có thể từ bỏ những cái thói quen truyền thống của tâm thay chăng. Và như vậy thì chúng ta có thể bỏ được sự dính mắc và những cái gì mà tâm nó tạo ra, đó là những cái tâm tưởng, và qua đó thì chúng ta sẽ cố gắng làm các việc phước thiện về cho Phật pháp tăng, theo thói quen hành, từ bỏ theo thói quen hành động của tâm, mà chúng ta làm đúng theo những gì mà quá trình chúng ta làm thiện pháp, chúng ta nhận chân ra sự thật. Thưa sư, có phải vậy không ạ? Xin sư giải thích cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì trong đời sống đó, chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo, mà nếu mà chúng ta làm thường xuyên, chúng ta quân tập trong cái đời sống mà nó thường xuyên, thì cái này nó trở thành cái gì? Nó trở thành cái thường cận y duyên, hay là tạo cái thường nghiệp. Thường cận nghiệp này không phải cái nghiệp bình thường, nhưng mà cái nghiệp đó, nó quân tập trong cái đời sống thường xuyên. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình đi chùa, mình lễ bái Tam Bảo, mà mình cứ giữ cái này nó thường hoài như vậy đó, là cái điều tốt đẹp. Mỗi ngày mình tự nguyện, mình thọ trì tam quy ngũ giới, mình thường xuyên mỗi ngày, thì cái điều đó là nó đem đến một cái lợi ích tốt đẹp. Đó, cái việc bố thí cũng vậy. Bố thí nếu mà mình mỗi ngày mình làm mà có điều kiện chúng ta làm thường xuyên, thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Đó thì khi mà chúng ta thực hành cái hạnh bố thí, đầu tiên là những cái vật dụng gì mà mình dư ra mình đem bố thí. Rồi cái những vật mình mà mình đang xài nhưng mà mình biết người khác họ cần hơn mình. Bây giờ cái thuốc mình đang uống đó, nhưng mà bây giờ mình biết cái người kia họ đang bệnh, họ đang đau đớn, nhưng mà mình đem bổ thí. Rồi bây giờ mình bố thí cao thượng bằng cách là mình có thể chia sớt những cái điều kiện hết sức là quý báu của mình cho người ta. Là thì nó từng bước vậy. Thì trong cái hạnh bố thí đó là gì? Là để buông xả
trong đời sống quý vị thấy rằng có nhiều người họ dính mắc với cái tài sản. Cái tài sản của họ mặc dù rất lớn nhưng mà họ không dám sử dụng cho chính bản thân nữa. Chứ đừng nói gì mà họ đem bố thí giúp đỡ người khác. Cho nên cái tâm đó là cái tâm dính mắc, kèo kiết, bỏng sẻn. Mà mình biết, mình đi biết những cái gì mình dư, mình bố thí. Rồi thậm chí những cái vật dụng mà mình đang xài nhưng mà mình thấy người khác người ta cần hơn mình. Mình có thể bố thí. Để tập cái hạnh mà xả ly. Mà cái xả ly này nó mới là cái xả ly những cái vật chất. Những cái vật chất ở bên ngoài thôi. Rồi đó. Nhưng mà cái này á, là khi mình làm thường xuyên như vậy đó, thì mỗi ngày nó sẽ mạnh hơn. Nó mạnh lên để diệt trừ cái sự dính mắc, cái sự chấp thủ. Mà không phải cái bố thí không, mà trong đời cũng vậy. Mỗi ngày mình giảm thiểu bớt dính mắc vào những cái điều kiện vật chất. Ví dụ như bây giờ á, là bây giờ phải có cái điều kiện như thế này thì tôi mới ngủ được. Phải có cái giường nệm, phải có cái máy lạnh, phải có quạt máy hay gì đó, tôi mới ngủ được. Ăn thì phải đầy đủ những cái gia vị như thế này tôi mới ăn được. Thành ra mỗi ngày mình giảm thiểu, thôi kệ nữa. Bữa nay lỡ đi qua nhà bà con không có giường nệm, không có quạt máy, mình cũng ráng ngủ cũng được, nhá không? Đó, không có máy lạnh mình ngủ cũng được, nhá. Ăn lỡ mà thiếu những cái gia vị chút không sao, miễn có ăn no bụng cũng được rồi, không cần phải cầu kỳ phải đầy đủ các cái gia vị, không cần phải có ớt có rồi cái nọ, đó. Thành ra đó mình tập cái tâm xả ly trong các cái điều kiện vật chất, nó giảm thiểu bớt ha. Mình đừng có đòi hỏi những cái tiện nghi, những cái điều kiện vật chất nó phải đầy đủ thế này thế khác. Đó thì mỗi ngày mình giảm thiểu một chút, mỗi ngày mình giảm thiểu một chút, mình buông bỏ một chút thì mình sẽ an ổn ha. Cho nên ở trong cái đời sống mình á, nếu mà chúng ta có điều kiện, chúng ta hàng ngày chúng ta thực hành các cái thiện pháp, từ cái lễ bái tam bảo, rồi thọ trì tam quy giới, hoặc là cái hạnh bố thí, hạnh phục vụ, bất cứ một cái điều kiện nào, một cái thiện pháp nào mà nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta làm, thì sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Những cái mặc dù là bây giờ mình làm mình chưa thấy ha, thì trong kinh Đức Phật nói từng giọt nước nhưng mà những cái giọt nước này nó nhỏ liên tục ha. Mình thấy một cái giọt nước đó thì nó đâu có gì lớn lao lắm, nhưng mà khi mà nó cứ nhỏ đều ha, đến một lúc nào đó cái hồ dù có to thế mấy thì nó cũng đầy ha. Đó, cho nên á Đức Phật dạy cái bất thiện dù nó nhỏ nhất cũng đừng làm. Cái bất thiện dù nhỏ nhất giết con mũi con kiến cũng đừng làm, mà cái thiện pháp dù nhỏ nhất bố thí đến con kiến rồi á, mình cũng vẫn làm. Mình làm thường xuyên mỗi ngày thì sao, nó trở nên cái thương trận nghiệp nó mạnh mẽ lên, để nó đấu trị với các cái phiền não, với cái tâm dính mắc chấp thủ. Đó, thành ra
là nếu trong đời sống mà chúng ta hiểu biết với trí tuệ thì các cái thiện pháp chúng ta có điều kiện làm hợp thời, hợp lúc thì chúng ta nên làm thường xuyên để nó trở thành một cái mãnh lực tốt đẹp, cái thiện, cái mãnh lực của thiện nghiệp trong đời sống hiện tại này, thì như vậy nó sẽ đem chúng ta đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui, và nó là những cái căn bản để trong những cái kiếp sống tương lai chúng ta thực hành mạnh mẽ hơn trong các cái thiện pháp theo cái lời dạy của Đức Phật. Và chúc cô Hồng Mai nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt A Di Đà. Sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư Phúc Thanh đã giải cứu em đáp thắc mắc câu hỏi của con. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, xin mời về quý đạo hữu cùng tham gia đặt câu hỏi và thảo luận ạ. Dạ, xin mời, xin xuống mic ạ. Dạ, kính bạch sư, bạn Tuyết giữa mùa hè lại thêm một câu hỏi là: thưa ngài, chúng con có nghe nhiều vị giảng sư dạy là tất cả là pháp, phải chăng thực tính pháp và pháp chân đế là một hay sao? Dạ, kính bạch sư, kính bạch sư giải thích cho bạn ạ. Thế giữa mùa hè, dạ con xin giao mic đến sư ạ. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Tha Giá. Thì ở đây đó, khi mà nói tất cả gọi là pháp đó, thì nó gồm hết trong cái sự vận hành ở cái thế gian này ha. Tất cả những cái gì ở xung quanh chúng ta nó là pháp nhưng mà đó, khi mà chia ra đó thì nó có thiện và bất thiện. Pháp tục đế, pháp chân đế. Mà khi mà nói chân đế đó, nó mới có thực tính pháp. Chứ còn các cái pháp chế định ở thế gian đó là nó những cái pháp đó nó không có thực tính. Ví dụ như chân đế mình nói là danh sắc. Nước, lửa, gió, nó là chân đế. Còn cái tục đế là bàn, ghế, rồi con người, chó, mèo, núi, non, sông, suối gì đó. Là cái đó nó chế định ở của thế gian thôi. Còn khi mà cái thực tính của nó là gì? Đất, nước, lửa, gió, sắc bốn. Cái sắc đại hiển, bốn sắc bất ly, thì cái này á nó là thực tính. Tại vì bây giờ á mình nhìn trên cái tục đế, đây là cái khúc gỗ, nhưng mà khúc gỗ này gì, nó có cái tính cứng. Tính cứng thì có cái gì, nó là cái tính chất của đất. Bây giờ á là nó là gỗ, nhưng mà mai mốt một thời gian nó biến đổi, nó tan rã, nó trở lại thành đất. Bây giờ á đây là cái viên gạch, viên gạch thì nó có tính chất là cứng, thì bây giờ nó kêu là cái viên gạch để người ta sử dụng, nhưng mà trải qua thời gian biến đổi bây giờ nó cũng trở lại thành đất. Cho nên cái mình biết cái thực tính pháp á là cái bản chất của nó. Còn cái hình dáng, chế định trong hiện tại
là theo cái quy luật, là quy luật của thế gian, rồi nó sẽ biến đổi. Cho nên hai cái là gồm pháp thì tất cả gọi là pháp, nhưng mà trong cái pháp ấy, thì nó có thiện và bất thiện, hay là có cái pháp tục đế, tức là những cái pháp chế định trong cái đời sống thế gian, những cái quy luật, những cái định đặt của một cái quốc độ, của một cái nơi nào đó, thấy không? Rồi cái thực tính pháp là cái mà trong cái đời sống hiện tại này như thế nào thì tương lai nó cũng như thế đó. Trong quá khứ như thế nào thì hiện tại như thế đó, tương lai cũng như thế đó, nó không thay đổi theo thời gian. Thì xin giải thích cái thắc mắc của Tiết Giữa Mùa Hè. Chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú ạ. Bạn Tiết Giữa Mùa Hè đã kính tri ân sư ạ. Dạ, bạch sư có một chị muốn hỏi một câu này, kính mong sư hoan hỷ chia sẻ cho chị ạ. Dạ, có nghĩa là chị nói là chị nợ một khoản tiền nó rất lớn á. Có nghĩa là khi mà chị bị mắc nợ như vậy á, thưa sư, thì chị cũng không có đủ tiền để trả cho người ta ngay trong lúc hiện tại này á, thưa sư. Như là ví dụ như là chị nợ 1 tỷ chẳng hạn, mà chị cũng chưa có khả năng trả, mà trong khi đó thì trong tay chị có độ mấy triệu thôi, nhưng mà chị nghĩ là cũng cái chỗ tiền này trả thì cũng không có thấm gì với người ta ấy. Cho nên chị đã lấy cái số tiền nhỏ đấy, chị đi làm phước và chị nguyện rằng là mong cho chị sớm thoát khỏi cái cảnh khổ và trả nợ được hết nợ nần. Chị nguyện như vậy. Thì chị muốn hỏi là chị làm như vậy thì là một việc có được đúng hay không, hay là chị đôi khi chị lại áy náy, chị lại nghĩ là sợ người ta biết mình làm như thế, người ta sẽ trách mình là có tiền không chịu trả, lại còn đi làm phước với này kia. Đã. Cho nên là kính mong sư là hoan hỷ chia sẻ cho chị xem là trong cái lúc đó thì chị có tác ý như vậy thì có được cái phước gì ở trong đó hay không ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính dâng bích kính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sanh Khai Dạ. Thì chúng ta phải phân biệt rạch ròi giữa cái nợ ha, cái nợ và cái công việc mà thiện sự mình làm phước bố thí. Bây giờ cái nợ khi mà mình mượn của người ta đó, mình còn thiếu nợ, thì bây giờ cái nợ là phải trả. Bây giờ nếu mà bây giờ mình ngay trong cái đời sống hiện tại này mà mình tránh né, mình không trả, thì trong cái dòng luân hồi mình gặp lại mình cũng phải trả. Mình không có chạy trốn chủ nợ đâu được hết, thấy không? Còn cái vấn đề mà mình làm phước, mình mong cầu để nó phát sanh, để mình trả nợ, là cái điều này nó không có thể mà như cái sự mình mong cầu đâu. Thấy không? Có nhiều người bây giờ họ làm ăn thất bại, họ thiếu nợ thiếu nần quá chừng rồi, giờ họ đi chùa này miếu nọ, đền này đền khác, họ cúng dường, họ cầu mong là để họ có cái củ cải để phát sanh để mà họ trả nợ, thì cái điều này nó không chắc ăn. Hoặc là bây giờ họ mua vé số,
để cầu mong là trúng số để mà trả nợ trả nần, thì cái điều này nó không có chắc lắm, thấy không? Đó, cho nên á là khi mà trong cái điều kiện nếu mình thật tâm mình muốn trả nợ thì mình có được chút nào mình trả chút nấy nha. Nha, ta nói sao nợ giống như là cái mình mài dao đó, thấy không? Cái dao mình khi mà mình mài trên cái cục đá đó, thì nó sẽ mòn ha, nó sẽ mòn bớt. Bây giờ cái nợ mình cứ trong cái điều kiện khả năng mình có nhiêu mình trả cho người ta bấy nhiêu thì nó sẽ giảm thiểu cái nợ của mình ha. Chứ còn bây giờ mình nói thôi bây giờ cái tiền này để mình đi làm phước cúng dường rồi nó phát sanh lên rồi mình sẽ trả nợ thì chưa chắc. Tại vì bây giờ quý vị gieo cái hạt giống xuống, thấy không? Gieo hạt giống xuống rồi nó phải có cái thời gian, nó có thời gian cái điều kiện đất nước độ ẩm phân phướng gì đó ha, cái này nó mới lớn lên nó mới cho quả ha. Còn bây giờ mình gieo xuống rồi mình nói chắc ăn không, chưa chắc đâu, thấy không? Đó, thành ra mình phải phân biệt giữa cái này để mà mình trong đời sống để mình biết, để mình thực hành cho đúng. Còn khi mà mình làm phước với cái tâm mà mong cầu đó, như sẽ nói vậy đó, là nó là cái sự thúc đẩy bởi phiền não, thành ra nó cái quả nó không có mạnh. Khi mà mình gieo những cái hạt giống đó, nó chắc nó mạnh thì nó mới sinh ra cái cây tăng trưởng mạnh mẽ, nó mới cho cái quả nó mới mạnh. Còn cái hạt giống mà nó bị sâu mọt, nó èo uột thì làm sao mà nó cho quả mạnh được, không? Đó, cho nên là khi mà mình bố thí mà mình mong cầu cho cái phước này nó phát sanh để mà tôi có tiền tôi trả nợ, thì sao? Bởi sự thúc đẩy của phiền não. Thành ra là cái chủng tử nó không có mạnh mẽ, không được tốt đẹp. Đó, thành ra là cái quả nó sẽ đem đến nó không có mạnh mẽ đâu. Cho nên là mình phải phân biệt giữa cái thiện pháp và một cái là cái sự nợ nần. Hai cái này nó khác nhau. Thành ra đó, mình có thể bây giờ cái khả năng điều kiện mình có bao nhiêu, mình trả bớt nhiêu, thì lần hồi cái nợ mình nó sẽ giảm thiểu. Thấy không? Chứ đừng đi mua giấy số, đừng đi miếu này miếu nọ, đền này đền khác, cúng dường rồi cầu mong cho cái quả nó sanh khởi để mà mình trả nợ, thì cái này nó không chắc ăn lắm. Giải thích cái thắc mắc của cái vị Phật tử. Chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, con kính tri ân sư ạ. Sư ơi, cái bạn Tuyết Giữa Mùa Hè đặt thêm một câu hỏi nữa ạ. Thưa ngài, một vị hành giả khi nói nhiều quá trong ngày, thế gian có câu đa ngôn thì hại sắc phàm, phải chăng đa ngôn là phiền não cho việc hành thiền? Dạ, kính bạch ngài, xin ngài chia sẻ thêm cho bạn Tuyết Giữa Mùa Hè. Dạ, con xin phép được dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Thì
cái nội quy ở các trường thiền á, thì trong khi mà những cái khóa thiền tập tích cực thì thường thường là các cái trường thiền là hạn chế thiền sinh và nói chuyện đó. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng ta mà nói chuyện nhiều quá, khi mà chúng ta nói quá, thì có nhiều khi chúng ta không có giữ cái tâm chánh niệm. Mà khi mà chúng ta không giữ chánh niệm một cách là miên mật liên tục thì nó có những cái kẽ hở. Những cái kẽ hở này thì sao? Cái phiền não nó chen vô, nó sanh khởi. Những cái tâm cống cào ngã mạn rồi kia nọ đó ha, nó chen vô thì bắt đầu một hồi nó sẽ không có tốt đẹp cho cái pháp hành của mình. Cho nên là nội quy của trường thiền là trong những cái khóa thiền tích cực thì hạn chế tối đa những cái vấn đề mà nói chuyện. Thì trong đời sống cũng vậy đó. Khi mà mình đang thực hành vấn đề mà thiền tập, mình gìn giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác của mình, thì mình tránh xa những cái người mà họ hay nói chuyện, họ không có gìn giữ cái chánh niệm, thấy không? Tại vì khi mà mình nói như vậy đó, nó gây cái tác động đến cái người khác, rồi nhiều khi á, mình cản trở cái sự thực tập cái pháp hành của người ta, cho nên khi mà mình biết một cái người mà họ đang thực hành gìn giữ cái chánh niệm thì mình phải tôn trọng, họ có những việc mà tối cần thiết thì mình nói mà ngắn gọn vừa đủ, nói đúng thời, nói hợp lúc, đó thì như vậy thì chúng ta nên nói, nhưng mà điều có cái là chúng ta phải hạn chế, tại vì khi mà chúng ta mà ở thế gian, ta nói sao, cái gì đó? Khi mà những cái tai họa là có đôi lúc nó từ cái cửa miệng mình mà ra, nếu mà mình nói với cái tâm mà cống cao ngã mạn, mình nói với cái tâm mà sân hận thì sao? Mình gây những cái điều quan trái, thì nó đem đến những cái hậu quả không có được tốt đẹp. Cho nên á, là chúng ta nói trong những cái gọi là nó hết sức là cần thiết, nó quan trọng, thì mình nói với cái sự hợp lúc hợp thời, và vừa đủ. Cho nên là cái vấn đề mà khi mà chúng ta đang thực hành thiền tập thì chúng ta cũng phải rất là hạn chế cái vấn đề mà nói năng, và cũng tránh xa những cái người mà họ không có giữ chánh niệm tốt đẹp, để chúng ta gìn giữ cái sự thực tập cái pháp hành mình cho được an ổn tốt đẹp. Thành ra cái vấn đề mà trong cái nói dối đó, là không phải là chỉ nói những cái điều không thật không, mà mình nói những cái điều không đem đến lợi ích, mình nói với cái điều mà đem đến những cái phiền não, thì cũng gây tổn hại cho cái chánh niệm tỉnh giác của mình, cho nên
nên là chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta tránh xa những cái người mà hay nói chuyện thời sự rồi kia nọ đó, thì nó sẽ không đem đến cái sự tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc, chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Sa thú. Chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ còn 7 phút nữa, dạ có đạo tràng ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Thì con xin mời bàn tay đạo tràng có thể hỏi được một câu nữa đấy ạ. Dạ. Con xin phép dâng mic đạo tràng. Dạ alo, dạ con xin có một câu nữa. Dạ, có nếu có một người họ phải bất thiện nghiệp nhưng là không lành lặn, khiếm khuyết cơ thể, chân rồi tại và cũng nghèo khổ, nói chung là Phật pháp thì cũng không biết, vậy thì những người như vậy thì họ có thể được tạo được cái thiện nghiệp gì không ạ? Tức là có thể nhiều một số thấy họ bị họ rất tự ti nên đâm ra con muốn hỏi cho rõ ạ. Dạ xin sư cho con biết ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Thầy, Nam mô Sằng Thầy. Thì trong đời sống có những chúng sanh do cái tạo trữ những cái bất thiện trong quá khứ, bây giờ họ sanh ra những cái điều kiện nó không có được tốt đẹp, ví dụ thân thể bị khiếm khuyết, là ở những cái địa vị thấp kém, trong cái đời sống vất vả khổ cực. Nhưng mà cái điều này đó, nếu mà chúng ta hiểu biết, chúng ta có cái sự suy tư, chúng ta biết rằng bây giờ mình hiện tại mình kém phước, nhưng mà mình đừng có tự ti mặc cảm, không? Mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tạo trữ những cái công đức phước báo thì nó cũng vẫn tốt đẹp, không? Còn nếu mà bây giờ mình suy nghĩ mình nghèo khổ quá, mình không có làm phước, thôi bây giờ mình thân thể mình nó bị khiếm khuyết, bị tật nguyền vậy, đi tới đâu cũng bị người ta khinh khi, thôi mình không có tới chùa, mình không có đi làm phước thế này thế khác, thì sao? Những cái tự ti mặc cảm, những cái này đó nó ngăn che mình tạo trữ những cái công đức phước báo. Cái vấn đề mà thế gian họ nhận xét, họ nhận định mình không có quan trọng, họ quan hỷ hay là họ khinh bỉ mình đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu, phải không? Mà cái điều quan trọng là mình ráng, mình cố gắng, mình tạo trữ cái phước báo cho chính mình mới là điều quan trọng. Còn bây giờ họ quan hỷ thì mình cũng không thêm được chút nào, mà họ khinh bỉ mình, họ chê bai, họ dè biểu mình thì mình cũng không có mất cà ram nào hết.
ha. Cho nên á, mình biết như vậy đó, cái chuyện mà người ta tán thán hay người ta khinh bỉ chê bai cái chuyện của thế gian, còn những cái thiện sự à mình tạo trữ, nếu mình có điều kiện mình làm được thì mình phải cố gắng mình làm. À, đó là cái nơi nương nhờ, đó là những cái thân bằng quyến thuộc à, sẽ đi theo mình trong bất cứ cảnh giới nào để hỗ trợ trong cái đời sống của chúng ta. À, thì cũng xin chia sẻ với cái pháp hành, chúc nhiều sức khỏe an vui. Và bây giờ thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, mời cô Lào Cai Văn Hỷ sám hối, rồi sau đó sư xin thay mặt kiến tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới thuyết báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau thiên tai dịch quả. Cầu mong chư thiên quan hỷ giới phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tài. Sa thú sa thú sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui lợi ích dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp ạ. Sau đây con có một Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng sám hối tam bảo và kính thỉnh ngài thượng tọa Pháp Thanh tự mình chúc phúc cho chúng con. Dạ. Con xin được sám hối đồng hồ tam bảo. Út ta măng ghê na quan đề hằng bà đã bằng sùng qua rút ta măng bút thề dù khá lý đồ sổ bút thổ khá ma tu tăng ma mà. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Phật là đấng khôn trí các tội vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng tham mạnh cha đô vi thăng qua rằng tham mê yo ca li tô đô sô tham mô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quý xin pháp bảo phá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng sẵn khánh cha đô vi thô ta măng sang khê yo kali to do so sang khô khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mệnh đến na sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mệnh đến sư. Nam mô Bụt Tài. Nam mô Sang Ra Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Avatu sappa mangalang rakhandu sappa devata sappa bhutana vavena sada sothi bhavantu te avatu sappa mangalang rakhandu sappa devata sappa dhammanu vavena sada sothi avatu sappa mangalang rakhandu sappa devata sắp sang kha nu va we na sa da so thi và hoành tu tê tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả phải. Cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tài. Sa thú sa thú sa thú. Chúng con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con, kính thỉnh ngài nghỉ ngơi ạ. Chúng con chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng tụng hồi hướng sau khi nghe pháp.
Yang kinh chi cu sa la cam măng Cát ta bằng kiri yang mama ca ye.